Quán bánh ép đầu tiên cũng là duy nhất ở Hà Nội anh em ạ. Đố anh em nào tìm được quán thứ hai đấy. Tôi không ngờ là ở Hà Nội có một quán bánh ép Huế như thế. Rau đến mức mượt mượt luôn anh em ạ. Cứ ăn ngon là được, ăn ngon là tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Nếu như mà quán này không ngon thì tôi sẽ không để địa chỉ nữa. Wow, anh em nhìn đã không? Nước mắm ngọt tỏi ớt chanh quất. Anh em cảm tưởng như nó đang ăn trứng quấn rau rồi nè. Ngon anh em ạ. Rồi gọi thêm cái nữa. Cái này là nhân thịt, cái này là nhân tôm. Nhìn cái bánh ép có khác so với anh em hay được ăn không? Nó sẽ có một lớp trứng ở trên cái bánh ép, xong rồi cuộn với rau nữa, ăn healthy lắm anh em ạ. Nó quyện đủ loại hương vị luôn anh em ạ. Nước mắm nó sẽ ngọt ngọt. Hoặc cái nộm này nó sẽ hơi chua chua một tí, ăn canh một tí. Cảm giác như ăn phát nó xanh ruột anh em. Anh em ở khu Ba Đình có thể chạy ra đây ăn trực tiếp. Ở xa thì đặt ship về đúng không? Đang ăn thì chị chủ quán chị chạy ra ngoài ăn có vừa miệng không? Ở đây còn chị còn có món chè rất là ngon, về chân sứa, nộm chân sứa rất đặc biệt. Nộm chân sứa món này cực phẩm luôn anh em ạ. Anh em xem tôi ăn này, gói bằng lá cải kèm cà pháo, nộm chân sứa ăn nó cứ giòn nổ bôm bốp thần thật trong miệng anh em ạ. Em ăn như này bao giờ chưa? Anh em để ăn thử quán này đi và nhất định phải gọi cái nộm sứa này. Cuộc đời tôi năm nay 18 tuổi ăn nộm sứa không biết bao nhiêu lần nhưng mà cảm giác chưa lần nào ăn nộm sứa nó sướng như thế. Cắn bột một phát quả cà nó nổ ra. Tôi nghĩ là cái này là mùi nhắm hợp lý đấy. 10 điểm không nhưng. Đây là chè trộn anh em ạ. Trong này nhiều loại topping vãi. Nem này, chè này, nộm này, dưa chuột này, tiêu này, giò này. Cái món này nhìn thì không cay nhưng mà ăn cực kỳ cay với tê. Còn cái món này nhìn cay nhưng mà ăn lại không thấy cay thế nào. Không gian quán thì nho nhỏ ấm cúng nhưng mà có 3 tầng anh em nhá. Tam Tỷ Quán 182 Nguyễn Văn Tuyết, ngon, lạ và duy nhất anh em ạ.